Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Giờ này là 7 giờ 10 đúng luôn nha anh em. Đó thì hồi sáng em lên lô máy cắt cỏ là 15 cây là 16 cây luôn chứ. Thì em bán 12 cây rồi còn 4 cây. Thì cái đó thì hồi em sẽ cập nhật sau cho anh em ha. Thì cái này là em lên hai con máy xăng. Con bên đây thì 4 ngựa rưỡi, con bên đây thì 4 ngựa. Đó thì hai con này độc giá hết. Hai con này đều là dòng Cosin. Nhưng mà con này là Cosin mà dòng Cobin. Còn cái này Cosin là của Mitsubishi. Đó thì trên đây là trong này là con này là có cái dập chân lóc luôn, là Made in Japan là GM132 luôn. Còn ông này ông gặp ở đâu thì không thấy nữa, giờ mò qua không gặp anh em. Ông gặp quá trời, ông giấu kỹ luôn, sợ mất cái lóc thì giờ ông sợ ông gặp quá trời ông kỹ nha. Đó. Thì trên đây thì cái chụp giật thì nó có để Made in Japan anh em. Còn thằng này nó mất tiêu nhưng mà trong cái lóc thì nó có dập ở trong Made in Japan. Còn hai con này thì thông số đều còn hết. Đó thì thông số của con bên đây là cột áp đó là 30m đó anh em, còn 1 phút thì nó 600 lít. Đó, cái ống vô với ống ra đều là 50. Thì trên đây là 2 inch nè anh em. Đó, con này thì nặng là 22 kg ha, nó là 2,2 kW. Đây Made in Japan luôn, Cosin mà hàng này là của dòng Cobin ha. Đây 600 lít 1 phút, năm cái đường vô cái đường ra là 50. Ống 50 ha. Mình hay gọi ống 50 đó. Cột áp đó là 30m. Đó, nó là 2,2 kW. Đó, thông số ha, Made in Japan luôn. Chụp giật cũng có chữ Made in Japan luôn. Đó. Thôi bây giờ em test nổ trước đi rồi hả nói sao với anh em ha. Đây là người thực trực thực luôn, test nổ từng con luôn. Rồi vô. Rồi ok, xương xương vậy thôi nha anh em, cái này em cũng không có ống đem gắn cho anh em nữa. Quá phê. Rồi ha, thì lý do tại sao thằng này 4 ngựa gửi, thằng này có 4 ngựa mà lại đồng giá là 3 triệu. Thì cái gì cũng có lý do anh em, thì thằng này là do nó dòng Mitsu, còn thằng này là do dòng Cobin. Nó thì thằng Cobin nó không có giá trị bằng Mitsu. Đó thì thành ra là hai con thì đều 3 triệu, nhưng con này 4 ngựa, con này 4 ngựa là lý do là gì đó, nó đều là Cosin hết nha. Thì thằng này là cái nguyên cái dạng áo là áo ghim đó luôn nè. Đó đi liêu nguyên ổ ghim luôn OHC. Thì thông số con này hồi nãy bắt đầu em có quay cho anh em xem rồi đó. Đó thì con này là cục áp nó 30m nè. 600 lít phút nè. Ống vô ống ra đều 50 hết nè. Con này 22 kg, 2,2 kW nè. Đây Cosin Made in Japan luôn. Anh em thấy chữ Made in Japan không? Đó. Thì tại tối rồi với lại đường ống nước em cũng không có sẵn nữa, cho nên không có test nước cho anh em xem được, chỉ là giật nổi cho anh em coi thôi ha. Rồi con này là một con số 1 3 triệu, con số 2 3 triệu. Đây Cosin Made in Japan luôn, trong lóc dọc trong lóc luôn. Cái này có trong lóc nè anh em xem trong lóc được đó, anh em thấy dốc không lóc không, nó là GM132 ha, Made in Japan luôn đó. Này dễ nhìn hơn, còn kia kiếm hoài không gặp cái lóc. Cái này đặc biệt con này là chạy lực nha, việc chạy lực. Đây thông số tới đây cũng là ống vô ống ra là 50 ha, cục áp thì 30m, 600 lít một phút. Con này cũng 22 kg luôn, 2,1 kW. Cosin. Rồi rồi anh em nhớ em nghe, con số 2 thì trả lực ha, con số 1 giật bình thường. Rồi con này 3 triệu, con kia 3 triệu, hai con đồng giá 3 triệu hết. Đồng giá 3 triệu mỗi con nha anh em. Mỗi con nha, chứ không phải hai con 3 triệu nha. Bác kêu này anh em lộn chắc em đi chốt nợ luôn á. Rồi anh nào chốt trong đêm thì cho em hay luôn nha. Đồng giá 3 triệu bao ship nha, quên đó. Đặc biệt bao ship toàn quốc. Cái này không có nhớ cỏ nha. Cái này không có nhớ cỏ nha, cái này không có tặng đồ nha anh em, chỉ bao ship thôi. Nha. Yeah.